Sau đây sẽ là một cách làm hay của nông dân ở xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, địa phương có lượng mưa nhiều, dễ gây ngập úng và gây nấm bệnh hại sầu riêng. Là loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, gia đình anh chị Nguyễn Thanh Hà và Trương Thị Thu Trang ở thôn 5 xã Lộc An đã ứng dụng việc đào rãnh giữa các luống để rút nước. Ngay sau khi những đợt mưa lớn thì hệ thống rãnh này sẽ giúp cho vườn mau khô, bảo vệ được bộ rễ cho cây, giảm ảnh hưởng của ngập, ảnh hưởng tới chất lượng của cây sầu riêng. Gia đình của anh chị Nguyễn Thanh Hà, Trương Thị Thu Trang ở thôn 5 xã Lộc An, huyện Bảo Lâm vừa thu xong vườn sầu riêng 2,8 hectare. Hiện tại vườn sầu riêng của anh chị có 700 cây, trong đó có 500 cây đang cho trái. Khác với những vườn sầu riêng trồng trên đất bằng, vườn sầu riêng của anh chị được trồng trên mảnh đất đồi thoai thoải. Ngay từ khi bắt đầu trồng sầu riêng, anh chị đã xác định trồng theo hướng quy mô bài bản. Vì vậy, gia đình trồng sầu riêng thuần để thuận lợi trong quá trình áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác. Trồng sầu riêng tại đất Lộc An có những nét riêng so với những vùng đất khác. Đây là vùng đất có lượng mưa khá nhiều, thuận lợi cho cây cối phát triển. Tuy nhiên vào mùa mưa, lượng nước quá nhiều dễ khiến cây sầu riêng bị ngập úng, bộ rễ yếu ớt hay bị côn trùng tấn công. Chính vì vậy, gia đình anh chị Nguyễn Thanh Hà, Trương Thị Thu Trang ứng dụng việc đào rãnh giữa các luống để rút nước. Ngay sau những đợt mưa lớn, hệ thống rãnh sẽ giúp vườn mau khô, bảo vệ bộ rễ cho cây, giảm ảnh hưởng của ngập úng tới cây sầu riêng. Cũng để tránh ảnh hưởng tới rễ và giảm việc cây ngã đổ, vườn sầu riêng của anh chị áp dụng kỹ thuật hạ tán bấm đọt ngay ở tuổi lên ba. Vì vậy, cây trong vườn không cao, tán thấp, cành ngang nhiều, thuận lợi cho việc thu hoạch cũng như chăm sóc. Hiện tại vườn sầu riêng của gia đình anh chị đang tham gia xây dựng mã số vùng trồng.